Này, này mẹ, là mày thật đó à? Ờ hả, là tao đây. Mày, mày ổn không? Tao vẫn ổn. Mày, mày như thế nào rồi? Này mẹ, tại sao mày lại đỡ cho tao lúc đó thì nhận hậu quả như vậy chứ? Này mẹ, mày ổn không? Lại là mơ sao? Cái cơn ác mộng này càng ngày khó chịu thêm nữa. Này mẹ, không lẽ mình lại nhớ thằng này mẹ đến thế sao? Khó chịu thật. Trời cũng đã sáng rồi, xuống nhà vậy. Cái gì đây? Sao mà nhiều fan nạt về cái vụ sự kiện của Hi Hà Thao hóa với lại này mẹ như vậy nè. Nhìn mấy fan nạt này còn buồn hơn nữa. Tại sao nhiều fan nạt về cái này dữ vậy nè? Có vẻ như mọi người cũng đang rất là đau lòng về chuyện đó luôn sao? Trời ơi, một bản fan nạt mà hết 50% đến 60% là hình về Hi Hà Thao hóa này mẹ rồi. Chưa bao giờ thấy cái làng Hi Hà Âu mà ảm đạm đến như thế này luôn á. Giờ phải làm sao đây? Mấy ngày qua ngày nào cũng buồn hiu buồn hiểu, không ai đi ra ngoài chơi hết. Fan nạt thì đẹp thiệt chứ, tự nhiên lúc này quá trời fan nạt đẹp luôn, nhưng mà toàn mấy fan nạt buồn không à mấy bạn ơi. Baby don't cry, baby don't cry. Cái gì vậy? Ai hát baby don't cry vậy? Trời nữa, lại tức cơ 100 tim này nữa. Yeah, sao mày khóc? Yeah, sao mày khóc? Yeah, mày làm gì vậy Hi Hà Glitch? Mày nghĩ tới tóc tao sao đây? Baby em đã biết thì Hi Hà Glitch thì không thể khóc. Gonna keep it real. Trời ơi là trời, cái thằng này nó hát cái quái gì vậy trời? Trời ơi, mày hát cái gì vậy mày? Trời ơi, tao định nhảy TikTok cái bài này để gửi cho thằng Hi Hà Thao hóa. Ba, cái bài này của Andre Ryan người ta hát hay muốn chết luôn ba ơi. Ba Glitch mà ba hay hát quá à. Cái giọng của ba đã khó nghe rồi mà ba còn hát lên hát xuống nhất hết cái đầu luôn á. Trời ơi trời, tao có niềm đam mê mà mày không ủng hộ tao mà mày chơi tao vậy mày? Trời ơi, hát hay vậy mà. Giờ mày biết tại sao tối ngày mày được 100 tim không? Tại sao? Ông này thắc mắc đi nè, làm bữa giờ cả năm trời họ được mớ 100 tim mà. Tại vì mày hát như cướp vậy á, nghĩ đi mày. Mày không ủng hộ thì thôi, mày còn chụp với tao nữa. Tối ngày là mày biết bữa hôm nay là tao đang nghĩ sao đau cho cái chuyện Hi Hà này mày với lại Hi Hà rồi nó đỡ mày. Mày nói gì vậy? Trời ơi, Hi Hà này mày với lại Hi Hà rồi nó có chuyện gì nó không, cũng không cần mày đâu. Cái thằng này với là nó khùng điên lắm rồi. Cái chuyện người ta buồn muốn chết rồi, nó ngồi nó hát mà nó hát tào lao gì baby don't cry gì tùm lum á. Ngày buồn như vậy á mà nó lúc nào cũng cà tưng á. Đúng là cái thằng Glitch này nó Glitch nên cái não nó cũng Glitch theo luôn mấy bạn ơi. Quá trời fan này đẹp luôn mà cái nào cái đó cũng toàn là Hi Hà Nightmare với lại Thao hóa không à. Sao phải không? Sao phải không? Rồi nữa rồi nhức hết cả đầu luôn á. Cái thằng Hi Hà Glitch này mày tối ngày sao mày khóc hoài nhức đầu quá. Mày dẹp đi, trời ơi thằng Hi Hà Nightmare nó ra đi mà nó nghe mày hát nó còn tổn thương hơn nữa. Ê, tới mày đó mày. Hết thằng Hi Hà rồi bây giờ tới mày nha. H1, H4 kia, hai thằng bay đúng là một cặp luôn á. Tối ngày chửi ra ngoài ấy. Thằng Hi Hà nó chửi mày là đúng rồi. Hát chở như quỷ vậy, dẹp bà ở đây có 100 tim mà. Mày, hai thằng bay. Ôi, chạy, bố ơi. Ôi, nó chọi kìa. Trời ơi, sao tụi mày cứ ăn nghiệp tao hoài. Tao hát dở, tao hát hay vậy mày cứ ăn nghiệp tao hoài. Ai mực dài. Tụi tao đang góp ý cho mày đó mày. Giúp cho mày làm một cái nơi lại Hi Hà Âu xinh xắn đẹp đẽ rồi yên lành chứ. Ý như vậy tao hát cho thằng Hi Hà này mẹ sự ra đi như vậy mà Hi Hà gò lít cái này bác nụ cáp anh nói là không thể khóc rồi. Cái này nếu đừng qua diễn quanh không thể đóng mà. Cái khốn nạn này tối ngày hát hoài nhất hết cái đầu luôn á. Mày có thấy vậy không nha? Mày biết không, trước khi mà mày chửi nó là tao đứng ở đây tao chửi nó rồi đó. Nó vẫn đam mê cái gì ca hát của nó kìa. Hết tính tóc cơ bây giờ lấn sân qua ca sĩ hay sao á. Mệt thiệt nhất hết cái đầu luôn à. Ủa mà mày đang định đi đâu vậy hả mở bốn? Đang đi qua nhà tổng đốc Hi Hà đây. Có chuyện gì mà nó triệu tập tao đó? Ủa như vậy à? Quên nữa, nó cũng triệu tập mày luôn đó. Gì? Tao với mày luôn sao? Ai biết đâu, đi. Ok, đi. Anh ra chúng cố phát và kè nhưng không thể giống. Mấy em gái như em tôi xếp hàng ngang cả đông. Nhức hết cả đầu luôn á. Thằng quỷ sứ này. Đi đẻ đi lẹ đi mày ơi, tí ở đây nó nhức hết cái đầu luôn á. Trái tim của mày đi, nhường cho em luôn được chưa? Vô lẹ thôi mấy mặt, H1, H4 ơi. Không biết tổng thống Hi Hà kiếm tao mày có chuyện gì nữa. Tao cũng không biết nữa mày ơi. Ủa, mà hôm nay không thấy Hi Hà anh pha ta. Thường thường đánh đàn ở đây mà.
Chắc là đi có công việc gì á. Thôi đi 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 lên kiếm tổng thống Hi Ha đi. Vào lẹ thôi M4 ơi. Ủa ông Hi Ha có chuyện gì mà kêu hai tụi tôi vậy? Tình hình là như thế này, cảm giác có điều không ổn cho lắm. Cái gì nữa vậy ba? Nay Hi Ha Nai Me nó vừa bị một cái vấn đề xong mà mày bảo bây giờ lại có vấn đề gì nữa. Đúng rồi đó tổng thống Hi Ha, là sao không ổn gì? Sau cái hôm đó tao đã kêu Hi Ha Alpha đi qua thế giới Bram gì đó để tìm hiểu về hàng Hi Ha Bram, nhưng mà không hiểu tại sao 2 ngày rồi chưa thấy về nữa. Cái gì 2 ngày rồi mà chưa thấy về? Chắc là nó chưa tìm hiểu hết rồi, cái gì đâu. Đúng rồi, Hi Ha Alpha mà bất tử có chết được đâu lọ. Chúng mày không biết sao, bọn tao mặc dù bất tử thiệt đó, nhưng mà bị dính ảo thuật thì tụi tao vẫn bị đó. Ảo thuật thì bị thì sao chứ, có bị như thế thì tụi mày cũng có chết được đâu. Nếu mà có bị ảo thuật thì tụi mày cũng khùng khùng điên điên như thế thôi. Với lại là ngoài thằng Nai Me ra còn ai ảo thuật được nữa? Đúng rồi, ngoài Nai ơi không ổn thiệt á. Hát bốn à, cái gì mà không ổn thì ha? Cậu nhận ra điều mà tôi đang nói rồi đúng không? Đúng vậy. Biết tại sao mà không ổn không? Đó chính là thằng Hi Ha Bram đó, khi giết được ai thì nó sẽ sở hữu sức mạnh của người đó đó. Nếu mày nói như vậy, không lẽ nào thằng Hi Ha Bram đó nó đang ảo thuật lên thằng Hi Ha Alpha hả? Đúng như vậy, thằng Hi Ha Bram đó chắc chắn rằng là nó đã sử dụng ảo thuật và bắt Hi Ha Alpha qua bên bển rồi. Ê, có chắc không vậy? À, không biết nữa, chỉ là suy đoán thôi. Tại sao lần này Hi Ha Alpha nó lại lâu về đến thế? Ê, coi thử đi, biết đâu rằng là nó vẫn chưa xong nhiệm vụ thì sao? Từ từ đã, sao mà thằng Hi Ha Bram đó có thể bắt được thằng Hi Ha Alpha được? Ê, cái này tao cũng không biết, không rõ nữa. Bây giờ phải làm sao đây? Chưa chắc đâu H1H4 ơi. Bởi vì cái mà tổng thống Hi Ha nói tao thấy cũng khả thi đó. Thì sao? Nó bất tử mà, có chết đâu mà lo. Nhưng mà mày không hiểu hả? Thằng Alpha nó bị bắt là nó bị giam cầm bên đó, nó không về đây được nữa đó. Điều này hơi nguy hiểm, nhưng mà ta có thể nhờ hai thằng bay đi qua bên bển được không? Cái gì? Hai tụi tôi qua thế giới Bram sao? Đúng như vậy, tôi cần hai người đi qua thế giới Bram và tìm hiểu thử coi Alpha có ở bển thật sự không. Cái gì vậy? Nơi nguy hiểm như vậy tao không đi đâu. Tao hỏi bốn, mày sợ à? Đương nhiên là tao không sợ rồi, nhưng mà mày thử hỉ xem, thằng đó nó rất mạnh đó, không phải đùa đâu. Nhưng mà mày lo gì? Mày từng bá đạo một server, một mình mày cũng cân rất là nhiều người mà. Vấn đề gì thằng Hi Ha Bram ở đây thôi. Biết là như thế, nhưng mà thôi tao sẽ đi. Hả? Hi Ha, mày không có năng lực gì hết mà mày cũng muốn đi sao? Có gì đâu phải sợ chứ, nó không muốn giết tao đâu. Được, vậy nếu H1H4 không đi thì thôi mày đi đi Hi Ha. Ê, tao đi được chưa? Thằng này không có năng lực gì thì mất công bị ảo thuật rồi bị y chang bên bỏ đi sao? Như vậy có tốt không? Ủa, nhưng mà tại sao mày là tổng thống nhưng tại sao mày không đi luôn cho gọi? Tao mà đi thì còn biết bao nhiêu thứ tao chưa xử lý xong nữa đây nè. Đi sao được mà đi. Thôi được rồi, vậy bây giờ nhiệm vụ này tôi với lại H1H4 đi cho. Tạm biệt nha tao nói nha. Ừ, giao cho hai người đó. Biết rồi, đi đi thôi. Hi Ha Bram, không ngờ đối phó với người thật là khó khăn đó. Bây giờ tao với mày cần đi qua hỏi thằng Thảo Hóa thử coi Nai Me sức mạnh ảo thuật của nó là như thế nào. Hiểu rồi, để đối phó với gì. Đâu rồi, nó quay vậy? Gì vậy ba? Có chuyện gì? Quay vậy? Thảo Hóa, Nai Me. Thằng Nai Me, sao lại ở đây? Nó chết rồi mà. Không lẽ nào ở nơi này cũng có God sao? God Nai Me. Xin lỗi hai tụi bay nhiều nha, tụi tao đang vui quá. Hai thằng bay tao cũng nhớ tụi bay quá à. Trời ơi, ôm cái coi. Thôi bớt đi. Ủa nhưng mà mắt mới gì vậy? Thằng này là ma hả? Trời ơi, ma cái gì mà ma? Bạn tao mày kêu ma mày. Đúng rồi, tao là Hi Ha Nai Me là ác mộng, không phải ma. Tào lao. Ủa là sao? Hi Ha, đó là God đó. God Hi Ha Nai Me. Ở thế giới vũ trụ của tao, khi mà ai chết thì người đó biến thành God. Nó biến thành God đó. God gì? Ba khùng hả? God gì á? Nói gì á? Ủa làm sao vậy? Hết coi sao thằng Nai Me ở đây? Ai, mệt quá, để tao giải thích cho. Thằng Nai Me thằng cốc nước mới được. Mệt quá, trời hôm nay hết mưa nhỉ. Làm cốc nước vậy. Xin chào Thao Hóa, tao đây. Gì vậy? Lại ảo mộng nữa hả? Lại ác mộng nữa sao? Mình đã chán nản cảnh này rồi. Ảo mộng gì, ác mộng gì? Tỉnh lại đi. Tao nhớ rồi, vậy là mày đã ám ảnh đến nỗi vào những cơn ác mộng luôn sao? Hả? Vậy là sao? Mày đang nói chuyện với tao thật hả? Tao đây, thật mà. Không phải, đây chỉ là ảo mộng thôi. Đây chỉ là ác mộng của mình vì do mình quá ám ảnh với cái chết của nó. Hey, chắc là không phải đâu. Trời ơi, thằng khùng này, không phải ảo mộng đâu. Cũng không phải là ảo thuật, cũng không phải là ác mộng luôn. Là tao đây, tao đã trở lại. Trời,
trở lại. Thiệt chứ? Thiệt, tao là Hiha Nightmare, người anh em của mày đây. Nhưng mà mày đã chết rồi mà. Sao lại như thế được? Chỉ có thể là tao vẫn còn trong cơn ác mộng của tao thôi. Để tao giải thích cho. Ra Hiha Nightmare chính là tạo nên từ những cơn ác mộng. Chỉ cần có người nằm mơ thấy ác mộng về tao thì tao sẽ được hồi sinh. Mày nói thật chứ? Nightmare! tao đã quay lại đây. May là mày vẫn còn nhớ về tao đó. Thằng quỷ, tao đã ám ảnh đến nỗi mà tao mơ luôn đó. Bà nội mày. Đó, mọi chuyện là như vậy đó hai thằng ông nội ơi. Hơi bất ngờ nha. Nhiều khi lý do này nên là nó đâu có chết đâu, nên là hi ha thần chết không có tìm ra được nó đó sao hả? Nghe cũng hợp lý nha. Hèn gì cái lúc nó chết nó tan biến đi. Đó, bởi vậy. Ông mày gọi hai thằng bay qua nhà tao làm gì vậy? Hai tụi tao qua đây là muốn hỏi mày một vấn đề đây. Tụi tao đang cần qua xử thằng Hiha Prime đây để giải cứu Hiha Alpha gì đó. Còn tao đang nghi ngờ nó đang bắt giữ Hiha Alpha mất tiêu rồi. Cái gì? Thiệt hả? Làm gì hai thằng mày hốt hoảng dữ vậy? Trời ơi, thằng Hiha Alpha nó mạnh vậy mà nó còn bị bắt mà hai thằng bay đi cứu nó là sao? Trời ơi, giải thích cho nó đi Hiha ơi. Là như này, khi mà thằng Hiha Prime nó giết được ai là nó có sức mạnh của người đó. Lần trước ở đây giết thằng Hiha Nightmare rồi, chắc chắn là nó đã có sức mạnh của Hiha Nightmare, hiểu chưa? Ai vậy? Sức mạnh của tao bị đánh cắp sao? Thằng chết tiệt đó. Vậy là bây giờ hai tụi mày định đi thiệt luôn hả? Không sợ nguy hiểm à? Ai nói không sợ, tụi tao cũng sợ lắm. Nên là bây giờ qua đây định hỏi tụi bay coi cách nào để đối phó với lại cái ảo thuật của nó đây. Ảo thuật đó thì hơi khó để tránh đó. Bây giờ rằng là... Được rồi, tao sẽ tham gia cùng tụi bay. Hả? Cái gì? Lỡ mày gặp chuyện gì nữa thì sao? Mày khùng hả? Tao có chết đâu. Chỉ cần mày suy nghĩ đến tao thôi thì được rồi. Không được. Vậy thì tao cũng muốn tham gia. Tao muốn trả thù thằng đó. Nếu như vậy thì có vẻ được đó, 2-4. Thêm hai thằng này vô thì có vẻ hay đó. Đó, thì bốn anh em mình sẽ đi xử thằng Hiha Prime đó. Như thế nào? Đó, tao còn cay thằng đó lắm. Nhất định lần này không để thua được. Đúng. Lần này có tao. Lần trước tao còn chưa chơi ảo thuật với nó. Để coi ảo thuật của tao với lại cái thằng học lõm đó như thế nào. Đó, chỉ như là bốn anh em mình sẽ đi. Được rồi, đi theo tao. Chúng ta sẽ đi qua thế giới đó. Đi. Đi thôi nè mẹ. Đi thôi. Bốn anh em tụi mình sẽ xử được thằng đó. Đúng. Đi thôi, nhanh lên. Đỡ tao. Em thấy coi lên đây. Mặt xinh kia đồn để cho chúng mới quay. Hai quyền kia. Gì nữa vậy? Ông nội TikToker này nữa. Cái thằng TikToker này nữa. Ôi TikToker cái... Này mẹ. Quay. Mắc gì mày xỉu mày? Tao chết đâu? Xỉu lần nữa, tao nhớ mày chết rồi mà. Nhưng mà tao được trở lại rồi. Tao đã trở lại rồi, xỉu lần nữa. Ôi trời ơi, vui quá. Vui quá, sao là xỉu. Xỉu rồi. Mày khùng hả mày? Mày mắc mớ gì ngàn người lớn khùng này? Trời ơi, này mẹ mà tao nhớ mày quá. Tôm cái gì? Gì đây vậy ba? Tôm cái gì mồm? Thôi ngày quay lại vô ôm cái con. Trời ơi, tao tốt mày chết luôn rồi đó. Vô ôm cái con. Mệt quá, lẹ đây, tao ôm luôn nè. Trời ơi, giờ lớn ơi. Bớt hát cái tóc lại nha, tao nhức đầu lắm á, tao nói thiệt. Mày gọt này, mày quay trở lại, mày mất dạy mày. Ôi trời ơi, thôi đi. Thôi cái thằng khùng này tối ngày hát TikTok hoài à. Ê trời ơi, tao mong rằng là tao chết luôn đi á, chứ đừng để này nghe nó hát nữa chứ cái đầu á. Tụi bay đến rồi sao? Cái gì mà sao bốn thằng luôn vậy? Thằng Nightmare nó quay trở lại rồi, nên là bọn nó cũng muốn đi trả thù. Cái gì? Nightmare quay lại sao? Đúng rồi, chỉ cần có ai còn nghĩ về tao, ác mộng gặp ác mộng về tao thì tao vẫn ở đây thôi. Cũng khá đấy chứ. Đó, vậy bây giờ giao trọng trách này hết cho bốn thằng bay đó. Yên tâm đi, có tao đây. Với lại tao cũng muốn trả thù lắm, yên tâm. Được rồi, đi thôi mọi người. Thôi thì tao đi nha Tổng thống. Cứ đi vào cổng đó, tao đã chỉnh hết rồi. Mày chỉ cần vào thôi là được. Tao đi trước đây. Tao đi luôn, tao nữa. Ê, nó đi hết rồi các bạn ơi. Từ từ cha, bây giờ mình cũng đi luôn đây.